Vâng thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 12 tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bắt giữ ba kẻ nổ súng cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn vào ngày 15 tháng 11. Vâng, cùng ngày thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam IS Asun, sinh năm 1997, thường trú tại quận 2, Đàm Văn Lực sinh năm 1988, thường trú tại huyện Hóc Môn, Nguyễn Văn Dũng ngụ tại Đồng Nai để điều tra về hành vi cướp tài sản. Được biết, vào ngày 15 tháng 11, Công an thành phố nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng trên tại hiện trường. Công an thu được hai đầu đạn. Qua điều tra suy xét, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định được các nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Ngày 19 tháng 11, Công an đã bắt giữ Yed Asun khi nghi người này đang làm bảo vệ tại quận 2. Ngoài ra công an cũng vận động gia đình kêu gọi lực lượng, lực đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 22 tháng 11, lực được gia đình đưa đến công an thành phố đầu thú tại trụ sở công an Yes Asun. Lực khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện vụ cướp tiệm vàng thông phương. Dạng sáng ngày 23 tháng 11, trinh sát mời Dũng về làm việc. Dũng khai nhận việc cung cấp súng, xe cho lực đi cướp. Thưa quý vị, được biết Dũng bán vàng được 34 triệu đồng và đưa lại cho lực 30 triệu. Về súng đạn thì Dũng mua trên mạng và khai từng đến một số những tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười để nghiên cứu và chỉ định tiệm vàng thông phương cho Hoàng đi cướp. Sau khi cướp tiệm vàng thành công, nhóm này định lên kế hoạch cướp tiệm vàng khác thì bị bắt giữ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là phương thức thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, khi quen biết qua mạng xã hội thông tin cho nhau qua mạng xã hội thực hiện vụ cướp bằng phương thức thủ đoạn công nghệ cao các nghi phạm tuy cùng nhau tổ chức đi cướp tiệm vàng nhưng lại không biết rõ mặt và danh tính của nhau